Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều. Đây, nút bạc YouTube về rồi anh em. Mình muốn cảm ơn rất là nhiều tất cả những anh em đã subscribe trên kênh YouTube này, đã giúp mình có được cái ước mơ đầu tiên của mình, đó là thực hiện được việc có nút bạc YouTube. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với clip ngày hôm nay với áo phông của bé tiếp. Và trưa mai thì trời rét tháng 3, bà già trên cống. Trưa mai chúng ta sẽ lên với cả áo nỉ nhá, giống hệt cái áo mà mình đang mặc này này. Để tri ân cái việc đấy là vừa mới về nút bạc, thì chúng ta sẽ tri ân với một cái clip nỉ với giá 99.000. Tí nữa mình sẽ lên nha anh em. Và trước khi đến với clip nỉ, chúng ta sẽ đến với mã U với 350.000 cho một sản phẩm. Và vẫn áo phông của bé VIP. Bắt đầu thôi. Và để không mất thời gian, chúng ta sẽ đến ngay với mã U1 ạ. U1 ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Fila. Và chúng ta sẽ đến với Fila Gop. Dòng Gop của Fila với cái dạng áo cực kỳ mỏng và mát của Fila như thế này dành cho tất cả anh em. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65. Con này thì sẽ phù hợp với ai mặc size 95 này. Độ mới 98% nhé. Nhanh tay giúp em ạ. Cái hàng VIP buổi tối này em thề với anh em luôn là cứ lên là hết nhá. Em không hiểu tại sao, nhưng mà dạo này nhà em bán nhanh lắm, mấy sản phẩm bán nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với U2. Và chúng ta sẽ đến với một con Nike 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Con này thì màu trắng nhá, thế nên về anh em giặt qua giúp em nhá. Con này em sẽ để 2 lít thôi, bởi vì nó có một vài các cái vết kiểu chấm nhỏ nhỏ ấy. Thì về anh em giặt qua giúp em. Nếu mà không sạch thì em sẽ đổi cho một con áo khác. Còn nếu mà sạch thì coi như là may mắn, ai săn được con này may mắn đấy, 2 lít. U3 chúng ta sẽ đến với một con Nike. Con này thì mới đét này, màu đen. Form size 65-72, cân nặng 60-70 nhá. Áo thể thao của Nike, con này thì mới lắm. Đây, nhìn kỹ giúp em. Tiếp theo. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với U4. Uầy, tại sao lại có một con siêu phẩm nhảy ở đây nhỉ? Levi này. 1m60, 1m68 và cân nặng là 60-65 trở xuống thôi ạ. Con này là Levi nhưng mà form của nó là form body nhá. Anh em nhìn này, cái tem của Levi về áo đấy, nó gần giống với cả tem của quần, rất rất nhiều tem nhá. Và con này mới đét luôn. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con Nike màu đen. Ôi, chúng ta có hai con khá giống nhau. Hai con này là mở ra từ hai cục khác nhau nhá. Mình nhớ rất rõ bởi vì là mình là người trực tiếp đi mở cái này. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65. Tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ đến với một con Adidas. Một con Adidas thể thao Climacool. Con này cổ của nó thiết kế buồn cười nhá. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70 nhá. Một con Adidas chính hãng màu xanh. Đây, tem mác đầy đủ. Con này cái cổ nó thiết kế, anh em đợi em tí nhá để em xem cái thiết kế cổ. Ôi, con này thiết kế cổ điêu cực. Là dán nhá, không phải là may ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với U7 và chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger. Đẹp chưa? 65-72 cân nặng 60-70 nhá, form size 100 của Tommy Hilfiger, cốt tông 100%. Và cốt tông của Tommy là cốt tông cực kỳ xịn nha anh em nhá. Nhớ kỹ giúp em. Đây là những cái con cốt tông cực kỳ đỉnh ở trong kiện. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Adidas ạ. Và chúng ta sẽ đến với một con Adidas Basic. Cốt tông 100% nhưng mà cái con này màu khá là độc này. Anh em nào mà form 60-68 là chiều cao và cân nặng là 60-65 hoặc nhỏ hơn mặc giúp em mã này. Cái này nó giống kiểu vintage anh em ạ. Đây. Ok chưa? Tiếp. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Puma thể thao Dry Cell đây anh em. Đây. Con này em bán cũng nhiều lắm rồi. 65-72 cân nặng 60-70 nhá anh em nhá, form size 100 mặc giúp em. Áo mới lắm. Em phải chia sẻ thật với anh em luôn là hàng cổ bẻ của nhà em vẫn còn đấy, nhưng mà đến thời điểm bây giờ là em bắt đầu em cho lên sóng gần hết rồi. Tức là có những cái gì đẹp nhất là những cái clip đầu tiên này là đẹp nhất. Đây, chúng ta sẽ đến với mã U10 65-72 Puma. Và cân nặng thì sao? À, đây là áo thể thao nhá. 65-72 và cân nặng là 60-70. Tem
gần như là chưa bị ảnh hưởng cái gì. Kinh không? 11 ạ. U11 chúng ta sẽ đến với Fila thể thao. Con này size 95 này. Đây nha, cho mọi người xem. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60 đến 65 hoặc nhỏ hơn nhá. Nhỏ hơn thì anh em mặc sẽ kiểu form rộng. Còn nếu mà anh em mặc form vừa ấy thì kiểu nó hơi rộng một chút thôi thì là mặc theo form em tư vấn nhá. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái màu rất đẹp của Tommy Hilfiger. Con này có cảm giác là cầm quần áo lên cảm giác tưởng tượng đến bãi biển luôn nhỉ. 6572 cân nặng 60-70. Cotton 100% của Tommy nhá. Hàng cực kỳ đỉnh luôn. Dã man lắm. Em sẽ xem tem mác cho mọi người luôn. Tem mác đầy đủ, cúc kia còn nguyên. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 13 và chúng ta sẽ đến với một con áo thể thao của Nike. 6572 cân nặng 60-70 nhá, áo thể thao của Nike. Smooth con này màu nâu đậm nhá. Thế nên là khá là khó nhìn đấy. Con này thì cái chất liệu của nó là chất liệu cotton nhá. Pha với polyester nhưng mà mình nghĩ là cái tỷ lệ polyester nó sẽ rất là thấp. Con này chắc phải đến 80% là cotton. 14 ạ. Ui, siêu phẩm này. Chúng ta có 5 giây đấy nhá. 5, 4, 3, 2, 1. 6572 cân nặng 60-70. Chữ Hilfiger ở đây là chữ được thêu. Và cotton 100%. Áo đẹp như thế này cơ mà. Tiếp tục. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 15 và chúng ta sẽ đến với Adidas. Dòng này là dòng Adidas Tennis nhá. Anh em nào mà đánh cầu lông quần vợt thì chọn giúp em mã này. 1m60 đến 1m68 hoặc nhỏ hơn. Và cân nặng thì dưới 65kg. Chất liệu là chất liệu Climalite và nó sẽ có một cái đường in Climalite ở dưới này. Tiếp. Em sẽ lên rất nhanh nhá. Tommy Hilfiger với mã 16 chúng ta sẽ đến một con size to 6875 cân nặng 6575. Anh em nào mặc size L mặc giúp em mã này nhá. Đây. Cả quần áo đấy. Không có một vết gì cả. Anh em biết thừa tính em rồi. Cứ chỉ cần có một cái vết nhỏ đây là em sẽ báo. Và giá nó sẽ rẻ hơn những cái con mà còn nguyên như thế này. 17 chúng ta sẽ đến với một con pin Pole Essential. Dòng Luxury. Đây. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70 nhá. Form size 100 của pin Pole hàng Italia. Thương hiệu của Ý nhưng mà con này made in Korea. Đây. Đẹp chưa? Tiếp ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái con của thương hiệu MLB. Anh em biết áo MLB đắt như nào, anh chắc anh em tự sơ giá được nhỉ. Áo của MNB này. Con này là dạng chấm bi vẩy sơn nhé. Đây. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60 đến 65. Con này nó có một cái hình thêu của đằng trước ngực rất là xinh xắn. Cotton 100% ạ. Tiếp. Không có lỗi đâu. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái thương hiệu làm áo lúc nào cũng trên 3 triệu một con. Đó là Hanzi. Hanzi Group 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Anh em tự sơ giá áo Hanzi nhé. Em có lên những cái gọi là thông tin liên quan đến Hanzi ở trên một vài clip trước đó rồi. Anh em mà theo dõi lâu chắc chắn anh em sẽ biết. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 20 ạ. Và chúng ta sẽ đến với một con Hanzi tiếp. Nhanh tay giúp em nhá. 1m60, 1m68 và cân nặng 60-65. Con này size 90 hoặc 95 mặc được nhá. 95 gầy hoặc là form size 90 theo kiểu bình thường. Tiếp. Tí chúng ta còn có cả Burberry cơ. Tommy này. Ui, Tommy trắng anh em ạ. Này. Dã man. Con này form body nhá. 1m60 đến 1m70 và cân nặng cũng là 60 đến 70. Form body anh em nhá. Tức là nó sát người đấy. Anh em là người đẹp thì hãy chọn sang mã này. Còn nếu mà để mặc con này mà theo kiểu form thoải mái là không nên nhé. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 22 và chúng ta sẽ đến với một con Adidas chuyên để tập luyện này. Con này đằng sau của nó là hệ thống kiểu vải cotton theo kiểu tổ ong. Cotton theo kiểu tổ ong anh em biết không? Nó kiểu nó có rất là nhiều lỗ thoáng khí ấy, để cho anh em có thể tập thể dục thể thao. 6572 cân nặng 60-70. Đây, siêu phẩm của chúng ta đây, 23 Burberry, hàng London nhé. Đây. Anh em đã bao giờ anh em nghĩ rằng là chúng ta có thể sở hữu một con Burberry với giá chỉ có 350. 6572 cân nặng 60-70, lại tiếp tục là form size 100. Con này tem dưới bị cắt đấy nhá. Tất cả đều mở ở trong kiện đấy ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 24 và chúng ta sẽ đến với một con Tommy màu rất giả. Anh em ở trên 40 hãy mặc màu này nhá.
tím than. 6572 cân nặng 60-70, form size 100 chứ. Đa phần nhà em thì em đều lấy size M hết, bởi vì người Việt Nam hay mặc size M là chính. Những cái size khác thì ít người mặc hơn. Nhỏ hẳn hoặc là to hẳn thì rất là ít người. 20 năm chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger. Con này nhìn rất là vintage nhé. Đây, 6572 cân nặng 60-70, cốt tông 100%, hàng của Tommy. Anh em thấy cái màu này đẹp không? Cái màu này nó rất là đập luôn. Cảm giác là mặc cái màu này vào nó sang cả người ra ấy. Đấy. Tiếp tục, cốt tông nhá. Con này cốt tông hơi dày ấy. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Lacoste. Uầy, Lacoste Sport đúng không? Cái dòng Lacoste này cái logo nó rất to này. Form body 6572 cân nặng 60-70 đấy ạ. Form size 100 nhưng mà body nhá. Anh em nào béo quá thì tốt nhất là không nên chọn mấy mã này. Con này size 5 này. Nếu mà theo tính theo đúng size Lacoste này là size 5. 350 cho một mã. Tem mác đầy đủ. Tiếp. Tiếp tục chúng ta sẽ đến tiếp với mã 27 và chúng ta sẽ đến với Nike. Con này thì form to, 6875 cân nặng 6575. Dry fit đấy ạ. Áo thể thao màu trắng của Nike. Đẹp nhá. Rất nhiều các cái chi tiết khác nhau ở trên con áo. Con này cắt tác dưới đây. Nhưng mà nó là hàng xịn đấy. Tiếp ạ. Con nào có sao thì mình sẽ báo vậy nha. Anh em chơi được, anh em cảm giác chơi được thì chơi thôi. 28 ạ, chúng ta sẽ đến với Nike. Con này màu xám lông chuột này, 6572 cân nặng 60-70. 5 4 3 2 1. 28. Đây, tem mác con này đầy đủ. Mình sẽ sâu hết nhé. 29. 29 chúng ta sẽ đến với một con basic của Puma. Anh em có thấy không? Nhà em treo áo phông lên hết để đấy. Anh em có thể qua trực tiếp để xem áo phông nhé. Đây, Puma 6572 cân nặng 60-70. Con này thì mới đét của Puma. Và nó chỉ có một màu xanh dương nhạt thôi. Con này mặc mùa hè cực kỳ mát và sướng luôn. Cái màu này ấy, nó rất là kiểu nó rất là mát da kiểu vậy. Mấy hôm nữa là nóng hẳn rồi. 30 chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger màu xám đậm ạ. Nhà em toàn lấy hàng basic thôi. Hàng hiệu nhưng mà toàn basic, toàn một màu thôi. Kiểu dầu nhưng mà dầu kiểu đơn giản anh em. Chứ nó không phải là kiểu diêm dúa quá giống bọn Discredit. Dầu nhưng mà dầu lịch sự. Đấy thì sẽ mặc những cái tông màu kiểu như thế này. Em thì em cảm giác thế thôi chứ còn em là người nghèo em cũng không biết rõ là người giàu có tiêu tiền như nào. Đây. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với 31 ạ. Và chúng ta sẽ đến với một con Adidas thể thao nhé. Climacool, chất liệu thun lạnh, 6575. Con này từ 1m65 đến 1m75. Cân nặng là 65 đến 75 luôn. Tem mác đầy đủ nhé. Chất liệu là Climacool thun lạnh ấy. Cái chất liệu này mặc mùa hè là độc nhất vô nhị luôn. Tức là nó sẽ là cái chất liệu mặc sướng nhất cho mùa hè. Mới cả là những cái con áo này thì nó rất là lâu. Lâu bị làm sao cả. Bởi vì cái chất của nó có pha polyester giữ form rất là tốt. Mã 32 chúng ta sẽ đến với một con Adidas thể thao ạ. Ai chơi được con này thì chơi nhá. 1m65 đến 1m72 và cân nặng 60-70. Con này thì về bên ngoài và bên trong của nó đều còn rất ngon. Đây. Để ý kỹ thì anh em sẽ thấy toàn những sản phẩm siêu đẹp. Ui sợ có cả Hermès này. 33 chúng ta sẽ đến với một con Hermès. 6572 cân nặng 60-70. Chúng ta có 5 giây đấy, 5 4 3 2 1. Hết áo đấy. Anh em biết tại sao em có thể khẳng định được như thế không? Bởi vì là những cái thương hiệu to như thế này này mà tem mác của nó vẫn còn nguyên như thế này thì lấy đâu ra 350 còn ạ. Tiếc. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger màu xanh dương nhạt. Đây là một trong số những màu rất nịnh mắt cho mùa hè. 1m60 đến 1m70 và cân nặng là 60-70. Con này lai giữa size M và size S. M gầy hoặc là S béo mặc giúp em nhé. Con này size 95 mà. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Chicago Bulls với NBA. Một cái thương hiệu làm áo cực đắt luôn này. 1m60 đến 1m70 và cân nặng là 60-70. Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng của Chicago Bulls ở đây là biểu tượng này là biểu tượng thêu 100%. Mã tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con Nike Tiger Goose. Một con Nike lấy một cái tên của một vận động viên đánh gôn nổi tiếng nhất trên thế giới.
1m68, 1m75 và cân nặng 65-75. Chất liệu là thể thao co giãn. Này, những cái tác của nó bằng kim loại, mạ chrome sáng bóng. Em chia sẻ thật với mọi người là nhà em bây giờ bị chửi nhiều vì không săn được hàng, chứ còn đã săn được hàng là cực kỳ ngon luôn. 37 chúng ta sẽ đến Fila size 100. Đẹp như thế này cơ mà. Con này 2 lít đấy nhá. Có một vài vết ở đằng sau rồi. 1m60, 1m68 và cân nặng là 60-65. Còn chất liệu thể thao này anh em cứ càng giặt nó càng mới mà. Đây, có cái chất cô tông mà nó bị bám bẩn ấy, thì nó mới khó giặt, chứ còn cái chất liệu kiểu này dễ. 38 chúng ta sẽ đến với Fila và chúng ta sẽ đến với dạng vải lưới tổ ong nhé. Đây, 65-72 cân nặng 60-70, toàn bộ 100% là hàng luxury hết. Không phải tự nhiên cứ lên là hết, lên là hết, lên là cháy, lên là cháy đâu. Anh em bảo bỏ ra, bây giờ bỏ ra khoảng 4 triệu một con hàn gì thì cứ tính ra là 400 nghìn một con thì anh em mua được tận 10 con với độ mới trên 90. Thì tội gì phải chơi hàng mới. 39 ạ, Nike Dry Fit. Một con Nike Basic trắng đen đơn giản, 65-72 cân nặng 60-70. Logo thêu nhá. Hàng của Nike, và đương nhiên hàng của Nike thì rất nhiều tem. Từ trước đến giờ đều như vậy anh em. Hàng mở kiện lúc nào cũng thế này. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Nike với màu vàng chanh. Với mã 40, con này em sẽ để cho anh em với giá là 2 lít bởi vì con này nó xước một tí ở phần cổ. Mà mới lắm nhá. 65-72 cân nặng 60-70. Xước một tí ở phần cổ thôi. 2 lít. Anh em về fix cái lỗi đấy rất đơn giản. Em thì em không thích kiểu lừa dối khách hàng theo cái kiểu là em sửa xong em mang đi bán, xong em bảo nó không lỗi. Cứ để nguyên anh em. Còn sửa mấy cái máy nhỏ nhỏ như thế rất dễ. 41 ạ, chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65. Một con cốt tông mỏng màu trắng, cực kỳ dễ chơi. Tiếp tục ạ. Nãy có khách à. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với 42 và chúng ta sẽ đến với Nike. Con này basic chưa? 65-72 cân nặng 60-70. Cốt tông nhá. 5-4-3-2-1. Lên nhanh lắm. Bởi vì áo này nó lọc chán rồi ấy. Lọc chán rồi, thế nên là gần như là lúc mà lên không cần thiết phải check lại nữa. Puma với mã 43 và chúng ta sẽ đến với một con Puma thể thao. Này, tem trên này. Tí cho tem xem tem dưới. 65-72 cân nặng 60-70. Chất liệu là dry shell thể thao của Puma. Tem dưới đấy. Tội gì phải bỏ ra mấy triệu để mua một cái con mới làm gì? Mấy con này toàn 95-98%. Adidas với mã 44 ạ. Đẹp chưa? Đẹp nhá. 65-72 cân nặng 60-70. Đẹp chưa? Size 100 tiếp nhá. Đẹp chưa từng thấy luôn. Chất liệu là Climacool tiếp này. Thun lạnh. Cái vải này mặc thì thấm hút mồ hôi mà vừa lâu cũ. ESL à? Không phải. Valentino với mã 45. Những con áo trị giá cực kỳ đắt. 1m60 đến 1m68 nhưng mà cân nặng là 60-70 nhá. Con này là form vuông to ngang dành cho người già đấy. Valentino. Chất liệu cốt tông của Valentino hàng Ý anh em biết rồi. Cực kỳ đỉnh. Made in Korea. Tiếp tục chúng ta sẽ đến ngay với mã 46 và chúng ta sẽ đến với Nike Dry Fit. Mấy hôm nữa là trời nó lại bắt đầu se lạnh rồi. 65-72 cân nặng 60-70. Thì em sẽ lên quần bò với quần kaki nhé. Anh em cứ chờ đón. Dạo này thì hàng nó rất là nhiều, đơn nó cũng rất là nhiều. Thế nên là anh em sẽ phải từ từ thôi. Em cũng đang phải vội, gấp gáp lắm rồi. Nhưng mà em, chính cái bản thân em cũng khuyên khách hàng là nên từ từ. Valentino với mã 47 này. Anh em cứ thấy mấy con Valentino này ở đâu thì chốt luôn ở đấy. Bởi vì những con này giá 350 là quá rẻ. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65. Con này em để tặng nhé. Trời thế cho nó chơi. 48 chúng ta sẽ đến với Playboy. Và con này cũng sẽ để tặng. Con này nó bị xước một tí ở túi rồi. 65-72 cân nặng 60-70. Hàng của Playboy đấy.
VIP ấy, có hình con thỏ mà có hai cái tai ấy. Hàng đỉnh lắm. Đây, tem Marco kia còn nguyên này. Nhưng con này bị xước một tí ở túi. Em vừa mới nhìn thấy. Ôi mà không nhìn thấy đâu ạ. Đây, anh em có nhìn thấy không? Nó bị xước một tí ở túi này. Tặng luôn. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 49 ạ. Chúng ta sẽ đến với một con Fila màu sặc sỡ cực. Cái màu này thì anh em mặc đi biển là hơi bị hay này. 6572 cân nặng 60-70. 5-4-3-2-1 con này mới thế. Mới lắm. Hàng VIP của nhà em thì lúc nào nó cũng thế này thôi. Tem mác phải đọc được từng chữ một nhé. Mở kiện nó phải ra mở kiện. Tiếp tục chúng ta sẽ đến ngay với một con áo của Valentino tiếp với mã 50. Hàng của Valentino em bán với giá 700.000 còn rẻ nhé. 6572 cân nặng 60-70. Chứ đừng nói là 350. 700.000 còn là rẻ và còn phải đi săn dã man mới có được. Cô tông của bọn này với cả cô tông bọn Lacoste là gần giống như nhau, cực kỳ mịn và cực kỳ sướng da. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 51 ạ. Nike Gold này. Áo thể thao của Nike, 6572 cân nặng 60-70, size M đấy ạ. Áo của Nike mà em bán giá này vào mới chưa? Anh em nhìn này, từ trái qua phải. Cực đẹp. Em phải dùng từ đấy này, tem đọc được từng chữ một luôn, kể cả những chữ nhỏ nhất. Khác thì hàng mới đó. Và mã cuối cùng ngày hôm nay là một con Burberry, mã 52. Con này anh em săn nhanh giúp em nhé. 6570 cân nặng 60-70, con này form body ạ. Theo như em nhớ không nhầm là con này là một trong số những cái con được gọi là nó nằm ở trong những cái bộ sưu tập cực kỳ đắt của Bắp. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc clip với mã bao nhiêu đây? U52 sẽ là mã kết thúc cuối cùng của clip ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ chờ nhau vào trưa mai nhé. Trưa mai thì mình sẽ lên clip 99.000 cho anh em xem. Bye bye và hẹn gặp lại.